Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh video của xe điện motor điện. Kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm để làm những cái xe 3 bánh, 4 bánh, xe điện và xe xăng. Video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn đến một cái động cơ đặc biệt. Nó khác với những cái dòng động cơ xe máy thông thường, đó là nó tích hợp cái số lùi sẵn trong cái động cơ luôn. Có 3 số tiến và 1 số lùi. Những cái dòng động cơ này được làm phù hợp với những cái dòng xe 3 bánh cho những người thương binh, hoặc là làm xe 4 bánh không cần phải làm số lùi nữa. Tích hợp sẵn trong máy rồi. Cái động cơ này nó là động cơ 125 phân khối, có củ đề khởi động điện. Chi tiết của cái động cơ này thì nó gồm rất là nhiều phụ kiện đi theo. Dây điện này, rồi thì mô bin IC, dơ le, lạp này, công tắc đề các kiểu luôn. Mời các bạn theo dõi chi tiết cái con máy này. Đây là cái cần số của nó. Trên này nó có ghi số vòng đây. 1, 2, 3, R. Đấy. Từ 0 là về R được. Thằng này nó có cái đặc biệt là chỉ có thể sang số theo 1, 2, 3. Và muốn về ngược lại thì lại phải về ngược lại, về không và rồi mới sang số lùi được. Đấy. Để nó phòng tránh mình đang tiến thì về ngược lùi, nó sẽ làm hư hại cái bộ máy. Dòng động cơ này thì vẫn sử dụng nhông bình thường như nhông xe máy. Và cốt trục thì giống cốt trục máy 110. Đi kèm theo bộ động cơ này thì là bộ phụ kiện của nó, bao gồm cái cổ chế này, các cái ốc vít này, đây là bộ chế hòa khí này, đây là lọc gió này, đây là toàn bộ phần dây điện. Dây điện này về các bạn chỉ việc cắm thôi, rất là nhàn. Trên này thì mình đã cắm hết cho các bạn rồi, đấu sẵn rồi. Đây là công tắc đề này, tay ga thì các bạn đấu vào với cái nút công tắc đề này. Đây, bạn tháo con ốc ở trên này ra, cho cái tay ga vào trong này. Nếu như làm xe máy thì các bạn cũng rất là đơn giản thôi, không có gì khó. Làm một cái ôm vào đây và đạp ga. Làm một cái ôm vào cái cần này và đạp ga thôi, ga như ga bàn thôi. Cũng khá là dễ dàng. Còn không thì bên mình có cung cấp một cái chân ga dành cho động cơ xăng, thì các bạn cũng có thể tham khảo qua cái chân ga đấy, thì mình cũng có bán. Nếu mà các bạn làm ô tô thì có thể mua cái chân ga này để thay thế cho cái chân ga, cho cái tay ga. Đây, nó có cái ngàm quạt dây ga đây, rất là dễ.
Đây là rơ le đề này. À đây là mô bin này. Đấy, đầy đủ hết. Đây là rơ le đề này. Đây là ổ khóa này. Ổ khóa đây được đấu sẵn rồi. Còn đây là những cái rắc lên đồng hồ và lên đèn. Nó không bao gồm trong cái bộ này. IC lạp các kiểu này. Đây là đã rất là đầy đủ một bộ dây điện này. Đây là dây ga đi theo này. Dây ga đi theo đây các bạn ạ. Nếu như các bạn có nhu cầu mua cái dây ga dài hơn thì bên mình có cả cái dây ga dài khoảng 2 mét cũng có. Còn bình thường thì anh em làm động cơ ở ngay phần đầu máy thì thường thường là dây ga nó sẵn rồi. Đủ sẵn rồi, không cần phải mua dây dài hơn. Đấy chính là tổng quan một cái bộ máy xăng 125 phân khối. Mọi chi tiết đặt hàng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 hoặc qua website xe điện motor điện. Máy của mình là máy mới 100% các bạn nhé.